chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hiện tại thì tôi đang ở trước là cái cổng của bệnh viện Ung Bướu 2 các bạn. Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 nằm trên đường xa lộ Hà Nội, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thì phía bên này là bệnh viện Ung Bướu, còn đây là cái đường ra giao giữa xa lộ Hà Nội. Và bên kia chính là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Bệnh viện đang ở những hạng mục cuối cùng và 34 này sẽ giao đưa vào sử dụng các bạn. Bệnh viện Ung Bướu 2 này đang ở trong những hạng mục cuối cùng các bạn. Vào ngày 34 này sẽ đưa vào sử dụng và bàn giao các bạn ơi. Thì nó có một cái tòa nhà chính là cao 9 tầng và cái công suất của nó là có thể là lên đến 1.000 giường bệnh đó các bạn. Nhìn vào bên ngoài thì có thấy là công trình cơ bản là đã hoàn thành các bạn, thì còn những hạng mục bên ngoài như là hành lang hay là các cái đường bên trong của bệnh viện thì đang thi công xong. Đang thi công, tiếp tục thi công các bạn. Thì cái tòa nhà này có 9 tầng các bạn. Và nói là cái khuôn viên khá là rộng. Cái khu vực chính này thì quỹ đất còn rất là nhiều. Việc mà triển khai cái bệnh viện Ung Bướu 2 này sẽ giải quyết được cái vấn đề mà bệnh nhân quá tải ở bệnh viện Ung Bướu 1 các bạn. Các 300 mét nữa vòng ngược lại. Dịp 34 năm nay thì bệnh viện Ung Bướu 2 này các bạn, cơ sở 2 này sẽ đưa vào sử dụng 3 lầu. Cái này để giải quyết vấn đề quá tải của bệnh viện Ung Bướu 1 các bạn. Thì có thể nói là ở khu vực quận 9 này có hai công trình sắp ba công trình lớn sắp đưa vào sử dụng, đó là cái đường cao tốc 50m nữa cao sẽ tốc, cháy vào đường số 400. Ở Vành Đai 2 sẽ cháy đường, vào đường số 400. Thứ hai là cái công trình này những bước, và bên kia mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng qua cái công trình thứ ba mình đang nói rất là trọng điểm, đó là bến xe miền Đông ngay tại khu vực chính này, gần với lại là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của người dân thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Nằm cuối con đường Hoàng Hữu Nam, cách bệnh viện Ung Bướu 2 chừng là khoảng 500m nữa các bạn. Đó chính là cái nhà ga của, đây là cái nhà ga của đường cao tốc Sài Gòn. Và bên đây là bến xe miền Đông mới các bạn. Nơi sẽ những cái công trình sắp tới đây là sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về giao thông, về an sinh xã hội và nhiều thứ khác của thành phố Hồ Chí Minh. Nói là cái bến xe miền Đông mới là rất là rộng các bạn, rất là đẹp. Nói chung là cái phần thô thì hình như là đã gần xong hết rồi các bạn ơi. Nằm ở một vị trí rất là thuận lợi, gần đường cao tốc, gần bệnh viện và cái bến xe, gần đường quốc lộ nữa các bạn. Cho nên điều này rất là thuận tiện cho người dân trong thời gian sắp tới.
bến xe miền Đông mới này còn khá là ngổn ngang này các bạn. Nhưng mà điều rất là thuận tiện đó là bến xe miền Đông nó nằm ngay trên tuyến cao tốc và bên phía ngoài là đường xa lộ Hà Nội các bạn, nối liền với quốc lộ 1A các bạn. 150m nữa sẽ phải vào xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A. À, đây là cái hướng nhìn từ quốc lộ xa lộ Hà Nội nhìn vào đi các bạn. Đi về hướng đông bắc về phía Hoàng Hữu Nam. À, mình xin đảo một vòng nữa xung quanh cái khu vực bến xe miền Đông mới này cho các bạn xem cái cảnh nó là như thế nào các bạn. Ở phía xa kia chúng ta thấy là có một cái chốt nhọn đó. Đó là cái chùa có kiến trúc độc đáo các bạn. Chùa Thái Lan đó. Cái nơi mà mình đã từng đi quay cho các bạn xem đó. Chùa Thái Lan quận 9 các bạn ơi. Thì tôi nói là thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình rất nhiều năm nay và cái việc mà bến xe miền Đông chuyển ra quận 9 rồi là bệnh viện ung bướu mở rộng cái cơ sở 2 và sắp tới năm 2022 thì cái việc vận hành và quản lý cao tốc thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho vừa an sinh xã hội vừa giao thông và sẽ mở ra cái sự phát triển cho khu quận 9 này các bạn. Quận 9 này vốn đã phát triển rồi nhưng mà sẽ trở thành tâm của nơi rất là sôi động các bạn. Thì mình nghĩ là trên video cũng khá là dài rồi, mình cũng đã review cho các bạn hai cái công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, quận 9, và xin hẹn gặp lại ở video sau nhé.